Sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người bắt hoa cẩm tú cầu chưa nở hết và cách trang trí trên bánh nhé. Ở đây mọi người chuẩn bị cho mình hai chiếc túi đầu nhỏ, một màu đậm màu nhạt nhé, và thêm hai đuôi sai hoa hồng phải sai nhỏ nhé, hoa nhí để mình bắt hoa nhí. Ở đây màu xanh thì mọi người sẽ pha giữa màu xanh lá cây, màu vàng, màu nâu, còn màu nhạt thì mình cho thêm kem trắng vào là được nhé. Ở đây mình sẽ sử dụng cái túi đầu nhỏ màu xanh đậm để mình đi đế nhé, mọi người đi đế xoay dù đi tròn, và cái phần ở giữa mình sẽ đi hơi u cao lên một ít ạ. Sau khi đi xong đế mình sẽ sử dụng đuôi hoa hồng phải xoay nhỏ để mình đi ra chia ra làm 5 phần cánh nhé. Mọi người chia ra làm 5 phần đều nhau ạ. Sau khi chia ra 5 phần thì mọi người sẽ dùng cái đầu nhỏ màu nhạt á, mình sẽ đi các cái nụ của hoa. Mọi người có cái mình vuốt thẳng lên, có cái mình sẽ kéo từ trên xuống nhé. Mọi người đi như hình giọt nước á, mình sẽ bơm hơi mạnh ở phần đầu, mình hơi kéo lên, sau mọi người sẽ kéo nhẹ xuống ạ. Mọi người cứ đi nó xen kẽ linh tinh đi ạ. Nó cũng không theo hàng theo lối đâu ạ. Thường ở phần giữa nó sẽ hơi nhô cao lên, còn những cái phần ngoài mình sẽ đi hơi thấp xuống ạ. Thỉnh thoảng mình đan xen những cái mà nó vuốt nhọn lên là được ạ. Ở đây mọi người đi, mình sẽ đi có cả những cái điểm nụ to và điểm nụ nhỏ nhé. Sau đi xong những cái nụ nhạt bên trong thì mọi người sẽ dùng đến cái phần nụ cái màu xanh đậm á. Mình sẽ đi các điểm tròn to lên để lát nữa mình làm cánh hoa lên ạ. Xong mọi người bắt cánh hoa nhé. Mọi người bắt cánh hoa thì mọi người luôn luôn để cái phần đầu to nó đi sát trên phần đế hoa. Sau đó mình sẽ hơi xoay dù. Bông này thì mình sẽ xoay cả tay luôn nhé. Lúc nào mọi người lưu ý là cái phần đầu to của cái phần đuôi nó phải luôn luôn đi trên cái đế của bông hoa, thì cái cánh hoa của mình mới có điểm tựa để nó đứng hơn nhé. Mọi người đi sát đầu to vào, mình sẽ hơi xoay dù, và cái này mình sẽ xoay cả tay nhé. Hoa này thì mình sẽ không yêu cầu là cánh nó phải tròn lắm nhé. Ở đây bông thì mọi người có thể là đi bông 5 cánh, có thể là có bông nó chỉ có 3 cánh hoặc là 4 cánh thôi cũng được. Mọi người lưu ý là khi mình bắt xong cánh hoa thì lúc mà mình dừng lại, mình sẽ hoàn toàn mình không bơm nữa và mình ấn xuống nhé, để cho cánh hoa của mình nó dứt khoát. Nếu mọi người mà vừa bơm vừa ấn ý, thì cánh hoa mình sẽ bị dày và nó sẽ không dứt khoát được ạ. Ở đây mình sẽ đan xen hai màu nhé. Ở đây thì mình sẽ đan cả màu hồng, màu xanh. Màu xanh thì mọi người sẽ pha giữa màu xanh dương và ít màu nâu là sẽ ra. Còn màu hồng này thì mình pha một ít màu đỏ cherry là nó ra được màu này nhé. Mọi người lưu ý là bắt hoa lúc nào cái phần đầu to nó cũng phải áp sát ở trên đế hoa, nó sẽ không được nhấc ra nhé.
Sau khi đi xong ở những cái phần hoa kia rồi thì mọi người có thể là xen kẽ những cái cánh hoa nó linh tinh vào cũng được nhé. Mọi người cứ đi nó hơi linh tinh đi, nhìn cho nó bồng bềnh. Sau khi đi cánh xong, mọi người sử dụng cái đầu nhỏ màu trắng để mình điểm thêm những cái nhụy vào, thì có cảm giác như là nhụy hoa nó sắp nở ấy ạ. Mọi người cứ điểm linh tinh vào nhé, nó không có cái theo bất kỳ cái yêu cầu gì ạ. Gắp hoa xuống nhá. Ở đây gắp hoa mọi người mở kéo rộng ra, mình xoay dù và mọi người đệm kem lót dưới đế và mình gắp xuống là được ạ. Sau khi đi những bông cẩm tú cầu to, mọi người sẽ xen kẽ vào đó những cái bông hoa nhỏ nhé. Ở đây mọi người cũng dùng cái đế màu xanh đậm, mình bơm lên một cục tròn tròn nhỏ nhỏ. Sau mọi người sẽ dùng đến cái đuôi hoa nhí này để mình đi. Mọi người cũng đi từ tâm nhé, mình sẽ hơi đưa ra ngoài, giữ nguyên đuôi, xoay dù và ngắt xuống. Mọi người lưu ý lúc ngắt xuống thì mình sẽ không bơm kem nữa nhé. Mình bơm kem, xoay dù và ngắt xuống. Ngắt xuống mình sẽ không bơm kem nữa và mình sẽ hơi ấn đuôi xuống. Ở đây mọi người sẽ đi một tầng, hai tầng nhá, mình sẽ đi hai tầng lên
tầng 2 mình sẽ lồng lên tầng dưới, và lúc nào cái đuôi nó sẽ đi sát trên cái cánh hoa. Và cái cánh hoa mình đặt ở đâu thì mình sẽ ngắt ở cái điểm đấy nhé, để cái tâm của mình nó nhỏ. Người lưu ý làm bắt bông này mình sẽ chỉ xoay dù thôi chứ mình sẽ không xoay tay nhé. Sau khi bắt xong hoa mình sẽ xếp hoa nhé. Ở đây mọi người sẽ đi một hàng kem lót ở dưới ạ. Mọi người lưu ý là khi mọi người gắp hoa mình sẽ bỏ phần đế hoa đi nhé, chỉ lấy sát vào phần cánh hoa thôi. Mọi người đặt nhẹ nhàng xuống nhé, mình sẽ đặt xuống hơi ấn kéo xuống. Người lưu ý là mình rút ra, mình gấp kéo vào mình rút ra nhé, chứ mình sẽ không để kéo mở thế á. Đó, mình đặt xuống gấp kéo vào rút ra. Sau khi đặt những cái bông lớn xong mình sẽ xen cả những bông nhỏ vào nhé. Mọi người lưu ý là khi mọi người gấp bông hoa nhỏ thì mình chỉ gấp trên đầu kéo thôi, mọi người không gấp vào cái mọi người không lên để cái đầu kéo nó lộ ra khỏi bông hoa nhé, tại vì khi mọi người gấp như thế thì nó sẽ hơi khó để mọi người rút ra. Mọi người gấp trên đầu kéo, mọi người sẽ đặt nó vào, gấp kéo vào mình rút ra nhé. Mọi người hơi đặt xuống này, hơi ấn kéo xuống, gấp vào rút ra thì mình sẽ dễ đặt hoa hơn ạ. Ở đây xếp hoa nhỏ thì mọi người cứ xếp đan xen vào nhau là được ạ. Túi lá ở đây mọi người sẽ cắt nó thành hình mũi tên nhé. Nó mọi người sẽ đi, mình vừa đi mình vừa hơi rung tay để nó tạo các cái nếp gấp của lá. Mọi người sẽ thêm lá vào những cái phần nó trống nhé. Chỗ nào trống to mình thêm lá to, còn chỗ nào trống nhỏ thì mình thêm lá nhỏ vào. Mình thêm vào cho, tại vì khi mình xếp hoa sẽ có các đoạn kem lộ ra, thì mình sẽ thêm vào để nó che đi.